Hiện nay ở đây mình đang cầm trên tay là chiếc Moduphone, một chiếc điện thoại rất là độc đáo, được sản xuất bởi hãng Modu ở Israel. Bên cạnh đó thì cái chiếc điện thoại này nó còn đi kèm với là một bộ áo mà cái hãng này gọi là các jacket. Đây là hai cái áo mặc định của nó. Đây là ba cái bộ áo rời theo, thì nó còn có một số cái bộ áo khác nữa, nhưng mà ở đây thì mình chỉ mới có được ba cái này thôi. Rồi, để xem Moduphone này như thế nào. Thì chúng ta có lẽ cũng nghe nhiều về chiếc Moduphone này, chiếc điện thoại là đã từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness với chiếc điện thoại nhỏ nhất thế giới. Thì đúng thiệt là nó nhỏ lắm. Đây, nếu chúng ta so sánh với lại một chiếc điện thoại bình thường thì cũng thuộc dạng nhỏ rồi, thì chúng ta có dễ dàng nhận thấy là chiếc Modu này khá là bé. Đây, rất là nhỏ, nó chỉ nhỉnh hơn cái bàn phím của cái điện thoại này một tí thôi. Chiếc Modu này thì nó rất ít các nút bấm ở mặt trước, thì ngoài cái màn hình ra thì nó chỉ có một dàn phím 4 chiều, vài phím chọn ở giữa và hai phím gọi và tắt cuộc gọi. Ở phía cạnh bên hông thì chỉ duy nhất là khe SIM, rất dễ dàng nhận thấy đây là cái dấu hiệu của SIM. Đây là khe nhét SIM. Modu này chạy trên các, nó hỗ trợ SIM card chạy trên các mạng tần GSM. Ở phía trên thì có một đèn báo hiệu, đèn LED báo hiệu, vừa báo hiệu sóng vừa báo hiệu các cuộc gọi. Ở phía bên cạnh phải thì không có một nút gì hết, chỉ có duy nhất một cái lỗ nhỏ. Đây là cái lỗ mà để chúng ta đẩy SIM ra. Khi chúng ta nhét SIM từ bên này vào thì muốn lấy SIM ra thì chúng ta buộc phải mở nắp bên kia và lấy một vật nhọn như là tâm hoặc là cái đồ lấy SIM, thì đầu bút chẳng hạn, chúng ta chấm vào đây để đẩy cái SIM ra. Ở phía dưới thì có mic. Cổng này, cái cổng dài dài này là cổng để kết nối với lại các bộ áo của nó. Và đây là cổng micro USB. Chiếc điện thoại này sử dụng micro USB, một cái chuẩn phổ thông trên toàn thế giới. Đây, như đã nói thì chiếc điện thoại này sử dụng cổng micro USB, cho nên sạc cũng là sạc micro USB. Đây, tai nghe cũng dùng micro USB, tai nghe dạng nhét tai rất là dễ thương. Tất nhiên là cáp nối máy tính thì cũng là cáp micro USB. Và đặc biệt theo máy là còn có thêm một chiếc bao da được thiết kế khá là lạ mắt. Thì trên bao da này cũng có một dàn đệm bấm tương ứng với lại các nút trên cái máy Modu. Logo, hình chiếc máy. Ở đây thì mình cũng có thêm một số cái bộ áo. Theo cái anh bán á, thì đây sẽ là hai cái bộ áo mà mặc định, có nghĩa là khi bạn mua chiếc Moduphone này thì cửa hàng sẽ tặng cho bạn một cái bộ áo giống như vậy. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể là sử dụng như sau. Thì phía sau mặc áo này thì nó không có một cái gì bất kỳ hết, không có, chỉ có duy nhất một cái nắp là để mở ra kết nối micro USB. Khi bạn không thích sử dụng Modu thì bạn chỉ cần ghim chiếc máy này vào trong cái bộ áo này, khóa nó lại xong là bây giờ bạn đã có một chiếc điện thoại di động đúng nghĩa, với bàn phím tay chính, phím 4 chiều, nghe ngắt cuộc gọi và hai menu tùy chỉnh. Còn ở đây thì mình có cái áo phiên bản của nó, tên là Night Jacket.
mặc dù là tên là Nike nhưng mà cái phiên cái áo này có màu đỏ. Đây là cái bộ áo duy nhất mà hỗ trợ chụp hình cho module. Có nghĩa là khi gắn module vào đây thì bạn có thể sử dụng cái module camera này để chụp ảnh và lưu lại trên module. Đây, chỉ cần gắn module vào đây, đậy nắp lại, xong bạn đã có một chiếc di động chụp hình với máy chụp hình 3.2 megapixel và có luôn đèn flash. Đây là nút chụp ảnh và có thêm nút tăng giảm volume. Đây cũng là nút zoom, zoom tới zoom lui. Cổng kết nối USB, micro USB nằm bên này. Ngoài cái Nike jacket ra ở đây thì mình còn cái mini jacket. Module đã nhỏ rồi thì cái bộ áo này nó cũng tạo ra một cái điện thoại di động cũng khá là nhỏ. Bộ áo này nó cũng không lớn hơn module bao nhiêu cho nên nó mới có tên là mini. Để xem cái chúng ta bộ áo này. Đây là mô hình. Đây, bộ áo này nó cũng có nút khóa đây, đằng này. Thì khi mà chúng ta gắn module vào rồi xong, ở trên này nó có cái cần khóa, khi gắn module vào nó sẽ tự khóa. Khi chúng ta muốn mở ra thì bấm cái này, nó sẽ tự động có lò xo đẩy bật cái máy lên. Ở đây là mình có cái speedy jacket. Thì như hình bên ngoài thì cái bộ vỏ này là để phục vụ cái khả năng giải trí về âm nhạc của máy. Đây, bộ vỏ khá là bắt mắt. Đó. Đây, cái dàn phím menu và nghe gọi, tắt cuộc gọi của máy, của cái bộ vỏ này. Thiết kế rất là độc đáo. Đây, các bạn có dễ dàng nhìn thấy là. Ở phía dưới cũng là cổng kết nối micro USB. Chúng ta gắn module vào, đậy nắp lại, nắp này đậy ngược